Dạ vâng, ô tô cũ đột nghỉ có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của đoàn nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daewoo Lazetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 14A 29803, một mẫu xe Daewoo Lazetti hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản sedan hai đầu, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, trang bị larang đúc 4 bánh, trang bị phanh đĩa 4 bánh các bạn nhá, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Một mẫu xe Daewoo Lazetti hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, sơn xi của nó màu vàng, hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy, phần sơn của nó led căng các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ chắc lịch, không hề có dấu hiệu mục mọt. Còn đây là phần lóc của xe này. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhá. Trang bị phanh đĩa 4 bánh các bác này, la răng đúc, la răng 5 chấu. Còn đây là phần nội thất của xe này. Nội thất rất là tươi các bác nhá. Ghế da trang bị 2 màu. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Cửa sổ trời, đề lỗ cho nó tốt. Phần bậc lên xuống các bác này, phần hốc bản lề, phần cột kèo, cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Phần táp ly ở cánh cửa, tất cả những khung cánh cửa con này, keo chỉ zin các bác nhá. Đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhá. Táp lô đã được trang bị thảm trải táp lô các bác này. Phần bậc lên xuống, ốc bản lề chưa hề động đến ca lê mà lết. Phần cột kèo đinh tán zin nguyên bản các bác nhá. Phần táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác này. Tất cả khung cánh cửa keo chỉ zin. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm còn đến tháng 6 năm 2021 các bác nhé. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhé.
phần thu giảm sóc này. Xe rất là cứng xe. Một mẫu xe gia đình Daihatsu Lacetti sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Lacetti phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Lốp xe rất là ok. La răng đúc này. Đây là phần táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhé. Tất cả những cái keo chỉ này, keo chỉ zin. Đấy. Bật lên xuống. Phần cột kéo đinh tán các bạn này. Zin nguyên bản các bác nhá. Đây là phần táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhé. Tất cả keo chỉ này, những cái đinh tán nguyên bản các bác nhé. Đây là phần tem mác theo máy sản xuất. Phần cột kèo, cột kèo zin các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Cốp xe thì nó mở vào khóa khiển các bác nhé. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Tất cả những cái đinh tán răng nhật máng nước này. Đó, nguyên bản. Phần lắp cốp này. Tất cả các lỗ này. Không hề mỗi méo các bạn nhé. Còn đây là phần sàn xe này. Sàn của nó không hề có dấu hiệu mục mọt. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong lỗ thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác này. Bô lăng 4 chấu các bác nhé. Bô lăng kép. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Đây, để lổ sau đó tốp này. Đó, để phát nổ ngay các bác nhé. Phần xi nhan này. Đấy, xi nhan báo rẽ hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa. Đầu đài nguyên bản theo xe. Đấy. Sau đây em sẽ đóng điều hòa các bác này. Đó, điều hòa rất là mát luôn các bác này. Đầu 6 đĩa các bác nhé. Quạt số này. Phanh tay này. Phần cửa sổ trời này.
Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Phần đèn trần này, phần chắn nắng này, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác này. Mở ra có gương trang điểm này. Phần hộp đựng kính này. Đây là phần kính lên xuống này. Đó, rất là ok các bạn nhé. Táp lô đã được trang bị thảm trải táp lô các bạn nhé. Đấy, gương chỉnh điện này. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Đấy, tích hợp trên bộ lăng các bác này. Sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 1.6 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Một mẫu xe gia đình các bác nhé. Bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp cửa hàng em số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh các bác nhé. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ nhấc máy lên alo cho em các bác nhé. Đấy, các bác xem máy móc của nó đây, khô ráo chạy xe, cái máy lổ rất là êm. Đấy, quạt gió đang hoạt động nó này. Đây là phần lắp capo các bác này. Tổng quan của lắp capo này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daewoo Lacetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 1.6 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865
hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.